Em Út Nguyễn Nhi thân chào cả nhà nha. Ngày hôm nay thì em Út mới bứng về trên vườn mình một cây mai chiến thị nha cả nhà. Một cây mai chiến thị da đen nha anh chị em mình. Đó, để em quay cho anh chị em mình xem cái phần bệ đế của nó nha cả nhà. Cực kỳ già luôn. Nó nu mà xù luôn anh chị em mình. Cực kỳ già cây mai chiến thị da đen này nha cả nhà. Đó, để em quay cho anh chị em mình xem ha. Cây này có rộng lượng cũng duyên lắm, cái thân nó lắc rồi cả nhà. Em quay phần trên mấy cái tàn cho anh chị em mình xem nè. Đó. Chi cành của nó nha cả nhà. Cây này nó cao 1m6 nha anh chị em mình. Bộ củ đế của nó là 145 nha anh chị em mình. Rất là già. Bộ củ đế của nó là 145. Quanh thân của nó là 71 nha anh chị em mình. Cả nhà thấy đó, hai mặt đều rất là ok. Cây này cực kỳ già luôn nha cả nhà nha. Đó, đây là mặt sau nè cả nhà. Cái bệ của nó là khỏi nói luôn. Rất là già, nu cục cục luôn, chảy xuống luôn. Mai chiến thị nu da đen nha anh chị em mình. Đó, rất là già nha cả nhà nha. À, anh chị em nào ưng ý cây này á, thì nhắn tin alo cho em. Em sẽ gửi thông số cây chi tiết hơn qua tin nhắn nha cả nhà. Đó. Tai cành của nó nè. Cả nhà thấy cái tai cành nó rất là to. To hơn cổ tay của em. Cây rất là dài nha cả nhà. Di cành là tai rất là dài. Mai chiến thị nuôi da đen nha anh chị em mình. Anh chị em nào ưng ý thì cứ nhắn tin alo cho em nha. Số điện thoại 0795499088 nha cả nhà mình ơi.